Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiểu trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Đồ Gian ạ. Dạ hôm nay thì em tiếp tục quay trở lại với vườn mai của chị Mỹ Xuyên ở Trà Lách, Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây mai tàn nhé cô chú anh chị. Dạ, mai dảo nghiêm thích hợp cho cô chú anh chị mình trồng đất luôn ạ, cũng như là chơi Tết 2024 với cô chú anh chị nha. Thầy em xin phép được vô clip luôn ạ. Dạ em xin chào chị Xuyên ơi. Dạ em chào cả nhà. Em giao lưu một số mai hừng chậu dảo ghiên dảo hạt, mặt hoa từ 6 đến 12 cánh. Dạ. Rồi mình vô đầu clip luôn ha bà chủ. Dạ, đầu clip cây số 1. Dạ rồi, mình vô clip đầu clip làm cây số 1, cây mai dảo hột ghiên. Phơm tàn thông nhau với cô chú anh chị. Thần chậu luôn hết bà chủ. Dạ thần chậu được 5-6 tháng rồi dạ. Nha cả nhà. Dạ cái này hoành thân 17 rưỡi. Dạ hoành được 17 rưỡi. Rồi dài xương chi cành là đều dày luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin chiều cao với tán ngang nha bà chủ. Chiều cao chiều cao là 1m rưỡi á. Dạ. Tán ngang là 102. Dạ rồi. Cây số 1 em giao lưu với giá là 900.000. 900.000 nha quý cô chú anh chị. Cây này đang đi tục khỏe mạnh luôn ạ. Tàn dày hơn ha. Mã số 1 của cây giỏ Hà Kim 900k. Dạ rồi. Tết lớn là tàn bự lắm nha cô chú. Dạ, Tết này nó bung tàn bự dữ ha. Ừ. Rồi em đổi luôn nha. Dạ. Tiếp theo là cây mã số 2. Cây số 2. Em này cũng là tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là hết thước luôn. Dạ. Cái này chắc 1m6 á. Dạ. Tán ngang 110. Dạ rồi, cây này tàn kính nha cô chú anh chị. Hoành thân là 17. Dạ. Hàng một cốt xương dày cô chú anh chị nha. Rồi, em này thì mình giao lưu giá nhiêu ha bà chủ? Cây số 2 em giao lưu giá là 900 ngàn luôn. Dạ, 900 mà số 2, dảo hạt ghim tàn thông nha cô chú. Dạ, rồi em đổi luôn ha. Dạ, cây số 3. Số 3, tàn thông phong cao luôn ạ. Chiều cao 1m6 luôn. Dạ. Tán ngang 117. Dạ. Hoành thân 16. Dạ. Cây số 3. Cây đã già, cây của chú anh chị cái thân nó lên nu đồng hết trơn à. Dạ, một cốt tàn thông. Cây số 3 em giao lưu giá 900 ngàn. Dạ rồi, số 3 cũng 900 luôn cô chú anh chị. Rồi, mình đổi luôn nha bà chủ. Ừ. Cây số 4. Dạ, số 4 phơm khá là cao, tàn thông luôn ạ. Chiều cao cũng 1m6 luôn. Dạ. Tán ngang 100. Hoành thân là 18. Dạ. Cây số 4 em giao lưu giá 850. Rồi 850 nha cô chú anh chị. Rồi cây này mình về mình trồng đất là ngon lành luôn hết cô chú. Dạ rồi. Mã số mã số 5. 5. Một cốt tàn thông luôn à. Này mốt chiếc viết nào lại chiếc viết này là cái mốt không được đó. Chiều cao 1m5. Dạ. Tán ngang 110. Cái này hót thân thấp nha cô chú anh chị. Nó quạnh quanh thân như hết chú.
Hoành thân 21. Dạ. Em giao lưu giá 800.000 luôn. Dạ rồi, 800 nha cô chú anh chị ha. Cây số 5 800. Cây số 6. Một cốt đàn thông phong cao nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m6. Đá nghiêng 85. Tại em đẩy cái này lại nên nó không dội nắng vô được nên nó vàng vàng cái thân. Dạ. Hoành thân 17. Cây số 6 em giao luôn giá 650. Rồi 650 nha cô chú anh chị. Cây số 7. Gạo hạt kim tàn thông nhau với cô chú ha. Mặt hoa đẹp lắm nha cô chú. Dạ. Chiều cao 1m6. Tán ngang 99. Hoành thân 16. Dạ, vàng xương bên trong rất là dày đều tàn ha cô chú anh chị. Cây số 7 em giao lưu giá là 800.000. Dạ rồi, 800.000. Cây số 8. Chiều cao 1m5. Tán ngang 95. Đây này có đế. Dạ, cũ đế nở luôn à. Hoành thân là 19 luôn cả nhà. Dạ. Là cây này thất thân thấp nhìn lực cây nha cô chú anh chị. Cây số 8 em giao lưu giá là 850. Rồi 850 một em tàn thông luôn à. Đây là cây số 9. Số 9 này đang kính tàn rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m6 bạn. Dạ. Tán ngang 94. Hoành thân 17. Cây số 9 em giao lưu giá 900.000. Dạ, vàng xương bên trong này dày đặc luôn á cô chú anh chị. 900k. Cây số 10. Chiều cao là 1m6. Số 10 cao hơn ấy, cô chú anh chị phơm cao hơn à. Tán ngang 83. Cây số 10 em giao lưu giá 700.000. Dạ, 700.000 mà số 10. Chưa đâu hoành luôn á, người đẹp ta. Dạ, hoành 18 luôn cả nhà. Dạ, hoành được 18. Cây này mã số 10. Cây 11. 700k. Chiều cao 143. Dạ, mã số 11. Tán ngang 82. Củ nở. Dạ. Hoành thân 17. Dạ, củ ghế nở thoát thân thấp luôn cô chú anh chị. Cây 11 em giao lưu giá 800. Dạ rồi, 800.000 mã số 11. Cây này có mặt hoa. Dạ, mã số 12 nha cô chú anh chị. Dạ, một có mặt hoa luôn nha cô chú. Rồi em đụng vô gụng cánh ha. Dạ. Chiều cao 1m5.
84. Rồi, chủ đế nở nha cô chú anh chị. Hoành thân 18. Cây 12 giao lưu với giá là 900.000. Dạ rồi, 900k. Cây 13. Chiều cao có 1,5 m nha cả nhà. Dạ. Tán ngang 99. Củ đế luôn nha chủ. Ừ. Hoành thân 19. Cái này cây số mấy? Dạ 13. Nó lưu với giá 850 luôn. Mà số 13, 850. Dạ rồi. 14. Tán ngang 102. Hoành thân 15. Dạ. 850 luôn. 850 nha cô chú, mã số 14. Mã số 15. À, em này khá là cao nha cô chú anh chị. Mã số 15 này hoành thân là 18, 17 đi. Dạ, củ đế nở nha cô chú, anh được 17. Giao lưu giá 700.000. Cao có nhiêu đó bà chú? Dù cao là 1m6. Dạ, cao có 1m6. Giá 700.000. Dạ, mã số 16. 16. Cao 1m6 cả nhà. Dạ. Tán ngang là 104. Cây nào cũng có đế đẹp tên. Hình thân 18. Dạ 18 vậy. Dạng xương chi cành bên trong mình khá là dày cô chú anh chị. Giao lưu giá 900.000. Mã số 16, 900k. Qua số 17. Chiều cao 1m37. Tán ngang 85. Hoành thân 17. Cái này đế đẹp nha cô chú anh chị. Cái này em giao lưu giá 600.000. 600k một cây mai giảo hà kim thuần chậu nha cô chú. Rồi, mã số 18. Chiều cao 1m55. Tán ngang 78. Hoành thân. Đây là hoành thân 19. Cái này có đế bỏ đều nha cô chú anh chị. 600.000 luôn. 600.000. 18 600. Mã 19. Mã số 19. Chiều cao 124.
tháng ngang 100. Hoành thân 17. Cây này em giao lô giá 750. Dạ, 750. Cây 20 là cây cuối clip nha cả nhà. Chiều cao là 1m35. Tán ngang 87. Hoành thân 10-20. Nha, xe lão cũ luôn cô chú anh chị ha. 20, mã số 20 là em giao lôi rồi, giá 650. Dạ, 650.000. Không lấy hình tặng anh Đình. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và xem đến cuối clip vui vẻ. Dạ. Giờ ủng hộ em nha cả nhà. Dạ, cô chú anh chị nào ủng hộ em một cây mai tàn, em sẽ tặng một cây mai ghép Hữu Đức được một mùa gửi này, chậu C8 đen, với lại mua 10 cây mai lớn em sẽ tặng thêm một cây mai nữa, mai tàn nữa. À, mua 10 cây mai tàn lớn thì sẽ tặng được thêm một cây mai tàn lớn nữa. Còn mua một cây thì mình tặng được một cây nhỏ ha. Dạ, hôm nay thì có chương trình tri ân ưu đãi nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ, chị có muốn nói gì thêm không ạ? Dạ, mong cô chú anh chị xem clip vui vẻ và ủng hộ em để em tiếp tục tham gia kênh lâu dài. Dạ, cho em xin lại số điện thoại của chị ha. Số điện thoại em 0382843642. Cũng là do Zalo của em. Dạ, dạ, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip chia sẻ hôm nay luôn ạ. Chúc cô chú anh chị mình chọn được cây mai ưng ý. Dạ, em xin chào kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú anh chị.